Em Linh của Hồ Thảo Nguyên xin được tiếp tục báo cáo cho các anh ạ. Một em chép. Đẹp phết. Trắng. Tao phải trắng như Linh còn. Trắng như Linh. Trắng hơn Linh. Trắng hơn Linh. Ừ, trắng hơn Linh. Hey. Trắng hơn Linh. Wow. Tròn như quả sim. Cho anh thả nhờ bé nhé. Ok. Okay. Bảo lướt sâu đấy, chốc lại xuống mỏ ra. Giờ ông... Có nhiều nước đâu anh. Chép đẹp quá, em cảm ơn anh Đức. Ở trong đấy có còn con nào nữa đâu anh. Không phải anh sợ nước sâu không bắt được. À. Ôi. Em chào anh Thức. Ôi bắt một con nữa, bắt nhiều con quá. Em không có đuổi đâu. Em chào anh Thắng. Em chào anh Nam. Đại sư đẹp trai quay mãi. Đẹp trai mới quay đấy anh ạ. Chưa đi câu đã lo móm. Anh ấy. Ủa, giật mình. Ê, anh Hưng, lâu lắm mới thấy anh Hưng nhở. Lâu lắm mới thấy anh Hưng. Nay lên cũng nhiều anh. Từ sáng giờ nhiều ghê, toàn chép ấy. Hello, vừa nãy anh Hiếu lên đen. Lên một con đen rồi không? Vâng. Hai con mắt. Lại là Linh à, đúng rồi, lại là em đây. Ý. Thế á, không soi đèn yêu. Nãy lên em 7,8 quá đẹp. Em chào anh Hồ Câu, anh Dũng.